khi bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ai cũng hiểu rằng tuyển Việt Nam chưa là gì với những đối thủ cực mạnh. Nhưng trước khi bại trận trước đối thủ, chúng ta đã tự thua chính bản thân mình. Hãy bắt đầu bằng những thông số cơ bản nhất. Tuyển Việt Nam đã ghi được 4 bàn thắng để lọt lưới 10 bàn và có được 0 điểm. Trung bình mỗi trận, tuyển Việt Nam ghi được 1 bàn và để thủng lưới 2,5 bàn. Thông số ấy chắc chắn không thể xem là tốt và cũng chẳng thể mang về điểm số nào. Có lẽ 45 phút đầu tiên trong trận đấu gặp tuyển Ả Rập Xê Út là những gì tốt nhất mà tuyển Việt Nam thể hiện cho đến thời điểm này. Hàng thủ Việt Nam khiến cho đại diện hùng mạnh từ vùng Tây Á gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành tấn trường. Đặc biệt, Duy Mạnh có một hiệp đấu thành công trước khi mọi chuyện đổ vỡ trong hiệp 2. Về mặt tấn công, tuyển Việt Nam cũng làm tương đối tốt khi có được bàn thắng mở tỷ số đẳng cấp của Quang Hải từ một tình huống bóng 2. Ngoài ra, những tình huống phản công cũng rất đáng chú ý và nếu làm tốt hơn, việc tuyển Việt Nam có thêm một bàn thắng cũng không làm ai bất ngờ. Tuy nhiên, như tất cả đã chứng kiến, hiệp 2 lại đi theo diễn biến hoàn toàn khác. Cột mốc phải được tính từ thẻ vàng ở phút 51 vì lỗi phản ứng trọng tài của Duy Mạnh. Trung vệ sinh năm 1996 kết thúc trận đấu theo cách rất tồi tệ với thẻ vàng thứ hai chỉ sau đó 3 phút. Công bằng mà nói, đó là một tình huống mang nặng dấu ấn của VAR và quyết định dựa trên nhận định của trọng tài. Nhưng nhận định ấy có đúng không? Câu trả lời rất tiếc lại là đúng. Quả thật, phần cánh tay của Duy Mạnh không để sát người, làm cơ thể phình to bất thường trong tình huống cầu thủ này vẫn đang tham gia vào pha bóng. Còn khi đã ngăn cản một cơ hội trong vòng cấm của đối phương không đúng luật, chuyện nhận thẻ vàng cũng là điều dễ hiểu. Ở trận đấu gặp tuyển Australia, công bằng mà nói, ngoài pha bóng Hồng Duy sút bóng trúng tay đối phương, tuyển Việt Nam cũng không thể hiện được gì nhiều trước đối thủ quá vượt trội về thể hình. Mặt sân là yếu tố khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu sụt giảm đáng kể. Trong khi đó, tuyển Australia dường như khá tự tin với thành quả mình có được. Sau khi ghi bàn thắng dẫn trước cuối hiệp 1, đội bóng xứ sở chuột túi không gây sức ép quá lớn. Họ duy trì tần suất tấn công vừa phải, chủ yếu giữ bóng và kiểm soát bóng bằng nhiều đường truyền ngắn. Bởi vậy, tuyển Australia có thể phòng ngự bằng chính việc tấn công. Còn trong 90 phút trước Trung Quốc, ngoại trừ hai bàn thắng mang nhiều dấu ấn cá nhân, tuyển Việt Nam nhìn chung không thể hiện được nhiều điều. Chúng ta tự thua chính mình, thua một đối thủ tệ chứ không phải thua một đối thủ lớn. Đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ dư luận với những quyết định thay người và nhân sự không hiệu quả. Công bằng mà nói, chuyện một nhà cầm quân có đôi chút sai sót cũng không phải chuyện hiếm gặp. Thực ra, không ai có thể đoán trước được việc các cầu thủ sẽ chơi kém hay tốt. Nhưng vấn đề là, phần lớn thời gian của trận đấu, tuyển Việt Nam không mang lại nhiều hy vọng trong một trận đấu mà chúng ta có nhiều cơ hội giành điểm nhất. Bàn thua quyết định lại đến vào đúng thời điểm phút bù giờ, cảm xúc tiêu cực của khán giả càng bị đẩy lên cao độ. Chuyến làm khách trước Oman có lẽ đã bộc lộ ra gần như toàn bộ yếu điểm của tuyển Việt Nam. Công bằng mà nói, với 4 bàn thắng sau 4 trận, về cơ bản hàng công đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Chúng ta khó lòng đòi hỏi các cầu thủ ghi bàn nhiều hơn bởi đối thủ rất đẳng cấp, tuyển Việt Nam có không nhiều cơ hội. Nhưng ở hàng thủ, trước khi tuyển Oman kịp thể hiện năng lực thật sự thì tuyển Việt Nam liên tiếp mắc sai lầm. Đầu hiệp 1, chúng ta thoát thua sau khi Tấn Tài có động tác phạm lỗi khá thô với cầu thủ đối phương trong vòng cấm, nhưng chủ nhà thực hiện hỏng quả phạt đền. Ở bàn thua thứ 2 và nhiều tình huống phạt góc khác, tuyển Việt Nam dường như hết cách để chống đỡ chiêu bài của đối phương. Đã có nhiều mổ xẻ, phân tích về chuyên môn, nhưng tự chung lại, tuyển Việt Nam không có sự chuẩn bị cho tình huống này. Đến bàn thua thứ 3, một lần nữa cái vung tay của Duy Mạnh lại khiến nhiều hy vọng tan biến. Một quả phạt đền có phần nặng tay và sự can thiệp gây nhiều ngờ vực từ VAR, nhưng rõ ràng Duy Mạnh cũng đã có lỗi, một lỗi mà anh không được phép mắc phải ở sân chơi đỉnh cao. Cái gạt tay vào giấc mơ World Cup. Thực ra, một quả phạt đền, một pha phạm lỗi hay một bàn thua không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu điều này cứ lặp đi lặp lại trong các trận đấu đỉnh cao, đó chính là tấm gương phản ánh cho mức độ phát triển của một nền bóng đá. Có ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam phạm nhiều lỗi như vậy là do sự xuất hiện của VAR, nhận định ấy không sai nhưng cũng chỉ đúng một phần. Cầu thủ không quen với sự xuất hiện của VAR nhưng không thể không hiểu luật bóng đá bởi VAR là công nghệ hỗ trợ cho trọng tài quan sát lại pha bóng chứ không phải luật lệ. Cầu thủ phải hiểu rõ hơn ai hết rằng chẳng giấu VAR được chuyện gì. Để khi thi đấu trên sân khách, sau những chuyện lùm xùm liên quan đến vấn đề trọng tài trước đây, sự thận trọng càng phải được thể hiện. Bởi có VAR, người ta thấy rõ hơn những thói quen xấu của bóng đá Việt Nam được dung túng tại giải vô địch quốc gia hoặc các cầu thủ tự thỏa hiệp về cuộc chiến ngầm. Những hành động kiểu như lau mồ hôi hộ đối thủ luôn phải trả giá khi có VAR giám sát.
hành động mà các trọng tài soi pha bóng dẫn đến bàn thắng của tuyển Việt Nam, từ tình huống xem có khả năng phạm lỗi cho đến khả năng việt vị là đúng hay sai thì FIFA hẳn sẽ có lời giải thích. Sau trận đấu, bản thân Duy Mạnh cho biết trọng tài không chính xác lắm, còn huấn luyện viên Park Hang-seo thì không giấu việc nhiều học trò đang cảm thấy không hài lòng với vị vua áo đen người Jordan. Tuy nhiên, nhìn lại nhiều trường hợp tương tự của bóng đá thế giới, có thể thấy ông Tuma cũng có cơ sở nhất định để phạt đền đối với Duy Mạnh. Tại vòng bảng Euro 2020, trong trận đấu giữa tuyển Croatia và tuyển Séc cũng có một tình huống gây ra khá nhiều tranh cãi. Phút 34, trung vệ Dejan Lovren bên phía Croatia có pha tranh chấp bóng trên không với tiền đạo Patrick Strick. Tuy thắng trong pha tranh chấp, nhưng tay của Lovren đã va vào vùng mặt của Strick. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cũng thổi phạt đền cho tuyển Séc dù nhiều người, trong đó có chính Lovren khẳng định anh không hề có chủ đích vung tay vào mặt đối thủ. Quan sát qua băng ghi hình, quả thật Lovren mở rộng cánh tay theo quán tính để bật cao và không quan sát được Strick ở phía sau. Pha bóng có nhiều nét tương tự với tình huống của Duy Mạnh va chạm cầu thủ tuyển Oman. Ở thời điểm ấy, một thành viên ban trọng tài giải thích rằng quyết định phạt đền được đưa ra không phải vì máu chảy trên mặt Patrick Strick. Thực tế, khi nhảy tranh chấp trong vòng 16m50, hậu vệ có động tác thừa là vung tay và ngăn cản đối thủ thì trọng tài có thể thổi phạt đền. Rõ ràng, những cái vung tay ấy là một thói quen xấu. Không chỉ Duy Mạnh mà nhiều cầu thủ Hà Nội FC cũng như các đội bóng khác rất thích sử dụng như một tiểu xảo hay ho. Thói quen vung tay ấy từng khiến rất nhiều cầu thủ danh tiếng nhận thẻ đỏ như Đình Trọng, Văn Kiên, Đức Huy, Mạnh Hùng. Và cũng không thể bỏ qua việc một số trọng tài V-League có thể vì vấn đề quan sát, lỗi nhận định hay một lý do nào đó mà bỏ sót lỗi. Các cầu thủ cứ thế thành thói quen sẵn sàng vung tay bất kỳ lúc nào. Nhưng bản chất của tiểu xảo phải là những thủ thuật kín đáo, không để bất kỳ ai thấy và không bị va bắt lỗi. Còn cách các tuyển thủ Việt Nam sử dụng tiểu xảo lại cho thấy sự non nớt, ngây thơ. Nhiều cổ động viên lý trí hơn đều lắc đầu ngán ngẩm khi xem lại va trong những tình huống ấy. Kể từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến nay, tuyển Việt Nam phải chịu 7 quả phạt đền, 11 đội còn lại chỉ phải chịu 8 quả. Đó là những con số biết nói. Chừng nào chúng ta vẫn còn thi đấu theo cách như vậy, thật khó để bàn về giấc mơ World Cup. Dù số suất dự giải đấu này có tăng cao lên đi nữa, những cái gạt tay ấy vẫn đang gạt vào giấc mộng World Cup. Thầy Park dù nhìn ra vấn đề, nhưng làm sao ông có thể sửa được cho học trò đây?